Để chị làm xong bộ như đã mình.
Ăn xong nãy giờ sợ nè. Làm gì? Tám giờ mấy? Tám giờ mười mấy? Tủ đồ em biết có hai màu chủ đạo. Màu đen. Và màu gì? Hai màu chủ đạo. Màu đen đúng không?
mới một màu, còn màu nữa, màu nữa chị đón thử màu chị. Túi đồ toàn màu đen màu trắng, có một cái màu vàng đang mặc, một cái màu vàng đang mặc, một cái màu xanh, một cái màu hồng, chơi giấy màu được các bạn, chơi giấy màu được. Thế chi? Thế số 1 rồi. Hết rồi. Em mai có ố vét mà máy thoát rồi chưa được ma luôn kìa. Chưa được ma luôn, rất khỏe. Nhưng mà không được đâu, biết ra không? Ông đàn ông kìa. Khó cho em. Lúng nhòa chị. Khó cho em. Khó cho em trời ơi. Em được không em? Em không mang, em thâu nhịn. Em không mang cho nhịn. Đù. Chủ nhật có lỡ đùa đi hà, còn thứ hai lỡ khác.
nhật đi ăn xóm lấy cái mũ, mà cái mũ gần cái cạp, đùa lấy cái cạp đi ha. Chân thứ hư cái khác không chịu đi. Tại chủ nhật em ở nhà cái ngày bé rồi. Mình cứ hành đi bạn ơi. Cứ lấy thank you.
đi luôn. Hôm qua giờ rủ miết mà cho thấy đi. Con gì tầm này nữa? Gì Ngọc? Em nói gì á? Rồi, em mở nắp rồi xíu nó lạnh thôi. À, chị cũng quên rồi. Ủa gì vậy mình bỏ vô? Người có ai ship đồ tại 102 Nguyễn Phước Lan không? Nay đổ địa chỉ đi nha. Sáng vậy.
làm thinh. Bữa tiệc đi chị Nhung ơi, tối nay có làm bà chủ thôi chứ. Nãy giờ ai cũng đòi làm món liếc cho chị Nhung hết. Chị Nhung mở không? Chị Nhung mở đi rồi em với chị là làm nail với spa. Em biết spa rồi đào massage gì biết hết, điều trị chăm sóc da mặt lăng kim lấy mụn đen ngọc là gì xe. Trốn đâu rồi xuất hiện đi. Trốn đâu rồi xuất hiện đi. Trốn đâu rồi xuất hiện đi. Mày quá không nói nữa. Bạn mày đã nói không nên hơi rồi cái mình cứ thấy. Thank you.
Tưởng cắt đứt từ lâu rồi. Loa bị lỗi đem đi đổi rồi. Cái cục nó bị lỗi rồi đem đi đổi rồi. Giờ loa lủng gì nữa.
Ủa khi nào là không ship ra nữa? Khi nào là ship ra? Không, chuối. Chuối. Chỉ là bỏ dừa, bỏ thốt nốt rồi ăn ngon lắm. Bỏ thêm đậu, đậu phộng thốt nốt rồi đó. Bữa nay mà vậy thôi đó, lãi cao quá. Mấy tháng rồi? Cái gì? Con cấp mấy tháng? Tháng thôi à? Cái đi
đem vô cũng không thấy mặt đồng gì đó. Chị thấy mấy giờ sáng về tới nhà là biết rồi đó. Kêu về nhà xem với em. Thì muốn ở trong nhà thì được không? Cô em đúa được chữ lật. Thank you.
nhớ nhung mà.
nhông kiểu sồi ế đây, sồi ế đây. Có hai chị em mình thằng Long à.
mấy đạo kế rồi.